Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Sa Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Như quý vị cũng biết, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 9 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi 1979 là một trong những con giáp cực kỳ hanh thông, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 9, trong công việc của người tuổi Kỷ Mùi rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng này. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Kỷ Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Vậy cụ thể vận trình tháng 9 của người tuổi Kỷ Mùi sẽ tốt đến mức nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 có mệnh thiên thượng hòa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý định làm hại hay đặt bẫy ai cả. Người này luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh tính tình hiền dịu, làm mẫu dâu hiền, vợ thảo điển hình. Họ thường là có phúc, có tướng, vượng phu ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư, nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm, thu vén chi tiêu nên tuổi Mùi có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Với người tuổi Kỷ Mùi, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới. Dân văn phòng được dự đoán sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, trong khi đó người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì trạng thái ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua. Hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp canh dương kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ Kỷ Mùi, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy sự nghiệp của người sinh năm 1979 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Có thể bạn sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Trong năm nay, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 9 âm lịch, gia chủ Kỷ Mùi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2022.
bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương, thăng chức. Số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa, lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân hợi mã mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng này, gia chủ đã bước sang tuổi 43. Nếu không chú ý đến sức khỏe, bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất, đối diện và giải quyết với những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Các gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương, để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của bạn bè khác giới. Nếu có cảm tình với ai thì nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ, có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 9 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 9 năm 2022, tức ngày 3 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hòa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 9 năm 2022, tức ngày 15 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên của các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 9 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 9, tức ngày 8 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 9, tức ngày 20 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng, năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Kỷ Mùi trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn.
Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!